Trạm sửa chữa bảo dưỡng tổng hợp kho KT-788, Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật. Không khí làm việc khẩn trương, xen lẫn với tiếng búa, tiếng hàn xì, tiếng động cơ, thậm chí là khói bụi tỏa ra trong quá trình sửa chữa các phương tiện, khiến khuôn mặt những người lính thợ, ai nấy đều lấm lem dầu mỡ, đen sạm và đẫm mồ hôi. Hôm nay, những người lính thợ sẽ phải bảo dưỡng, sửa chữa và đồng bộ lại hai chiếc xe này. Đây là những chiếc xe đã qua nhiều năm sử dụng, được niêm cất lâu ngày, cho nên tình trạng kỹ thuật chưa được bảo đảm. Nhiều vật tư thiếu đồng bộ, cho nên quá trình bảo dưỡng, sửa chữa gặp không ít khó khăn. Với kinh nghiệm 20 năm công tác tại kho KT-788, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thắng, lái xe tăng T54, phân kho tăng thiết giáp xích, đã từng tham gia bảo dưỡng, sửa chữa và đồng bộ rất nhiều phương tiện. Chính vì thế, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, anh đều chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho đồng chí đồng đội ít kinh nghiệm. Đồng thời bản thân cũng trau dồi thêm kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu để thực hiện tốt nhiệm vụ. Hôm nay là chúng tôi đang sửa chữa và đồng bộ lại cái xe BTS 4. Trong thời gian niêm cất lâu và bây giờ có nhiệm vụ thì anh em tôi tháo hết ra để bảo dưỡng và đồng bộ lại toàn bộ để cho xe đầy đủ trang bị và hoạt động bình thường như xe mới được xuất xưởng. Trong quá trình làm việc đồng bộ xe thì chúng tôi là phải nâng cao cái tinh thần làm việc và hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ và đảm bảo tuyệt đối an toàn. Là kho chiến lược loại 1, kho KT-788 có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa chữa, đồng bộ một khối lượng lớn vũ khí trang bị kỹ thuật, bao gồm xe tăng thiết giáp, xe công trình, xe chở tăng thế hệ mới, cùng với hàng trăm tấn vật tư kỹ thuật tăng thiết giáp và tên lửa các loại, sẵn sàng cấp phát cho các đơn vị tăng thiết giáp trong toàn quân. Từ khi thành lập đến nay, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng phát huy truyền thống vẻ vang của Cục Kỹ thuật Binh chủng, đoàn kết hiệp đồng, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ và sự đoàn kết thống nhất cao của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong đơn vị, kho KT-788 đã nhanh chóng vượt qua mọi khó khăn, từng bước đi vào ổn định, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm thì đơn vị đã xây dựng cho trạm một kế hoạch để tổ chức sửa chữa đồng bộ các trang bị vũ khí để tránh các trường hợp là vũ khí để hỏng hóc do xuống cấp, do thời tiết và khí hậu. Trong đơn vị tôi thì luôn phối hợp là các cái thợ có trình độ chuyên môn tay nghề cao với cả các cái thợ mới ra trường trình độ thấp để làm việc, để các cái thợ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao có thể là kèm cặp giúp đỡ các cái thợ có trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp để các đồng chí nâng cao tay nghề, và hàng năm đều tổ chức kiểm tra trình độ kỹ năng nghề cho bộ đội và thợ chuyên môn kỹ thuật để giúp các đồng chí nâng cao cái tay nghề. Trên cương vị là một lái xe tăng kiêm thủ kho, bản thân phải nắm chắc được tên gọi, danh điểm và phương pháp bảo quản các loại vũ khí trang bị trong kho mình quản lý, thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị, kịp thời báo cáo với chỉ huy những hư hỏng để có biện pháp khắc phục, chấp hành nghiêm mọi nội quy, quy định về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tại đơn vị. Với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của ngành kỹ thuật quân đội, nhất là trong việc cải tiến hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật, từ cuối năm 2015, Bộ Quốc phòng đã đầu tư triển khai xây dựng dự án xưởng cải tiến, nâng cấp tên lửa chống tăng B-72 tại kho KT-788, liên kết với đối tác nước ngoài, lắp đặt các trang thiết bị phục vụ dây chuyền cải tiến, nâng cấp và từng bước chuyển giao công nghệ cho cán bộ nhân viên kỹ thuật của kho KT-788. Đến nay, cán bộ nhân viên kỹ thuật của kho KT-788 đã nắm vững được dây chuyền, bảo đảm độc lập trong quá trình cải tiến, nâng cấp tên lửa chống tăng B-72. Yêu cầu sửa chữa tên lửa chống tăng thì rất yêu cầu cái sự cụ thể, tỉ mỉ của từng đồng chí nhân viên trong từng khâu, từng giai đoạn. Bên cạnh đó thì chỉ huy đơn vị thì cũng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, bám sát các đồng chí trong các tình hình thực hiện, thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện sát với thực tế công việc và thường xuyên huấn luyện trở nào công nghệ các cái vị trí, đảm bảo các cái vật tư, dụng cụ, trang thiết bị làm sao cho đồng chí thực hiện nhiệm vụ tốt nhất, giải quyết kịp thời các cái khó khăn, vướng mắc của đồng chí nhân viên khi có vấn đề và không để ảnh hưởng đến các tiến độ và cái tâm lý khi mà làm việc của các đồng chí nhân viên, để làm sao để có thể đảm bảo cho cái nhiệm vụ chung của xưởng cũng như là của kho KT-788 luôn hoàn thành xuất sắc mọi cái nhiệm vụ giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Xác định con người là yếu tố hàng đầu, trình độ chuyên môn của cán bộ nhân viên là tài sản quý của đơn vị. Do vậy, trước yêu cầu nhiệm vụ mới với những trang bị mới, hàng năm kho đều tổ chức huấn luyện quy trình bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất ngắn hạn, dài hạn, vũ khí trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật, huấn luyện thi nâng bậc thợ cho các đối tượng theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hoạt động nghiên cứu khoa học kết hợp với phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật luôn được kho KT-788 quan tâm phát triển. Đây cũng được xem là hoạt động thi đua quan trọng giúp kho nâng cao chất lượng công tác đảm bảo kỹ thuật, tiết kiệm kinh phí và nhân lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để nâng cao trình độ, năng lực của các đồng chí cán bộ, rồi công nhân viên quốc phòng, rồi hạ sĩ quan chiến sĩ của đơn vị, thì thứ nhất là chúng tôi phải huấn luyện, đào tạo bổ sung để cho anh em nắm chắc hơn về tính năng, cấu tạo và cái nguyên lý sử dụng của các loại vũ khí trang bị chúng tôi đang quản lý. Thì từ những cái kiến thức mình đã học được để vận dụng vào trong công tác bảo quản, bảo dưỡng, làm sao đó nó hiệu quả, đảm bảo được chất lượng. Và chúng tôi cũng luôn luôn động viên cán bộ chiến sĩ trong toàn kho là nêu cao cái tinh thần phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để làm sao vũ khí trang bị tốt hơn, nhưng mà giảm được nhân công lao động, giảm được sức người. Và với cái xu thế phát triển của khoa học công nghệ hiện nay thì đây cũng là một cái yêu cầu tất yếu cho chúng tôi trong công tác đào tạo, huấn luyện và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. 20 năm một chặng đường với đầy những cống hiến âm thầm và lặng lẽ, kho KT-788 đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, đi từ nhỏ đến lớn, từ thiếu đồng bộ đến ngày càng chính quy hiện đại. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh lịch sử nào, với trình độ, bản lĩnh và sự nhiệt huyết của những người lính thợ, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ kho KT-788 vẫn luôn nỗ lực sáng tạo để viết tiếp chặng đường phát triển vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng, vun đắp.